À, xin trân trọng kính chào bà con, cô bác, anh chị em và tất cả các bạn bè thân hữu trên mọi miền đất nước. Lời chào thân thương và thân mến. Hôm nay là ngày 20 Tây tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp. Thưa bà con, cô bác, anh chị em và cùng tất cả các bạn bè thân hữu thân mến. Xuân đến Tết về, tiện dịp này trước hết tôi xin phép được chúc cho tất cả bà con, cô bác, anh chị em, bạn bè thân hữu trên mọi miền đất nước hưởng một mùa xuân tươi vui và vạn sự như ý. Và mùa xuân năm đến, xuân về Tết đến của năm 2020, tức là năm Tý, là năm con chuột vàng. Tôi cầu chúc cho quý vị, bà con, cô bác, anh chị cũng như tất cả các bạn bè thân hữu trên mọi miền đất nước sang năm 2020 làm ăn khấm khá, phát đạt và phát tài hơn những năm khác, những năm trước. Xin cảm ơn quý vị, cô bác, anh chị, bà con và các bạn thân hữu. Và tiện dịp này, hôm nay tôi cũng xin giới thiệu với tất cả các quý cô bác anh chị cũng như các bạn bè thân hữu gần xa với cục RT100. Đây, cục RT100 tôi đang để ở dưới này. Cục RT100 này hầu như tất cả quý vị các bạn cũng đã xài lâu lắm rồi. Cục RT100 này nó có trên hàng chục năm nay, nhưng cái phát hiện độc lạ mới thì chỉ có trong vòng 1-2 năm trở lại đây. Quý vị ở miền Tây, theo hồi trước tôi ở Cà Mau, tôi biết quý vị ở miền Tây cũng có người họ đã xài với cục DT10, DT100 cũng có xài qua rồi. Nhưng thật sự là cũng có những người họ tự xài, họ tự cài, thành thử ra quý vị không phát hiện được những cái hay, những cái độc, những cái lạ của cục DT100. Xin thưa quý vị, cô bác, anh chị, thưa các bạn bè thân hữu, tôi xin nói đây không phải là tôi dạy quý vị hay là dạy tất cả bà con mình hay là bạn bè đồng nghiệp của mình, mà tôi muốn nói để tôi cho các bạn biết những cái độc lạ của cục DT100 này. Nếu như cái người ta đã cấu tạo, người ta đã cài lên một cái tiếng đó ở trong một cái vị trí của cục DT, ví dụ như từ băng 1 đến băng 2, băng 3, bây giờ tôi điển hình như 3 băng, thì trong 3 băng đó nó có 15 tiếng. Còn cái nút đạp của nút số 6 đó nằm mé ở góc tay phải là nút octave. Quý vị mình nghe cái tiếng đôi nó cũng rất hay. Rồi một chút xíu nữa rồi tôi sẽ để cho bà con, cô bác, để cho anh chị, để cho các bạn mình nghe qua. Thì khi cái anh Thanh Hồng đó, anh đã cài một cái tiếng đó thì mình phải làm sao? Mình đờn trong cái chữ đờn, nhất là cái tai tim của mình, mình cầm mình đánh thế nào để cho nó ra được cái chữ đó. Nhưng mà tôi cũng nói thật sự, mình đờn hay thì cũng do nơi người chế tạo ra cái cục này, tức là cái người mà đã cài ra cái tiếng của cục để tìm trong này. Và bây giờ xin thưa bà con, cô bác, thưa tất cả các cô bác, anh chị cũng như tất cả các bạn bè thân hữu trên mọi miền đất nước, tôi xin nói qua những vấn đề này. Tôi mong rằng là tất cả bà con, cô bác, anh chị cũng như các bạn thương tôi, vì tôi cũng muốn mở rộng phát triển cái cục DT100 này để cho tất cả những người bạn của tôi rất là nhiều, có bạn bè ở miền Tây nhiều lắm, ví dụ như là Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Tôi có những người bạn đã từng xài cục DT100 này rất nhiều, nhưng mà họ chưa phát hiện ra được cái DT100 hiện nay giờ, đó là anh Thanh Hồng, có lẽ em Thanh Hồng đã cài ra những cái tiếng hay, cấu tạo ra những tiếng độc lạ. Thành thử ra hôm nay tôi xin giới thiệu qua cục này. Thì bây giờ tôi sẽ điển hình vào một vài chữ đền để cho các bạn, bà con của bác mình, để cho tất cả các bạn thân hữu gần xa nghe qua trong những cái chữ đền theo cái giá trị của cục này.
Đó bây giờ cái thứ nhất là cái tiếng đơn thuần nè các bạn. Các bạn mình nghe qua nè, cái tiếng đây là cái tiếng đơn thuần. Đơn thuần nhưng mà thanh thông có thể cấu tạo được luôn tiếng giận. Rồi ví dụ như là các tiếng trong đây. Ví dụ như nó đây là nó có tiếng cấu tạo nè. Đó. Thấy chưa? Rồi đây là tiếng thứ nhất. Đó, đơn thuần nhưng vẫn có tiếng giận luôn nè các bạn nè. Đó. Đó, nó có tiếng này nữa nè. Đó. Đây là tiếng mèo nè. Đó. Đây là tiếng woodley. Ví dụ khi mình cầm cái đơn thuần mình chơi, ví dụ như mình rải những bản nhạc thì những cái điệu xì lô hay là những cái bài mà mình đi solo chữ thì nó có tiếng woodley. Đây là băng băng 1. Thì trong băng 1 này nó cũng có 6 tiếng. Này các bạn mình nghe nè. Đây là tiếng ọt manh, tiếng thường. Tiếng dạng đây. Tiếp tục đây. Đây là tiếng mèo. Đó tiếng mèo nè các bạn. Rồi bây giờ mình ví dụ như mình muốn có tiếng gót đây thì mình bấm ở cái nút thứ hai thì đây là cái nút thứ năm mình đạp xuống nút của tiếng gót này. Và bây giờ xin phép bà con cô bác anh chị cũng như các bạn bè thân hữu tôi xin một bản ngắn hay là một cái tôi xin dạo là một cái khúc nào đó để cho những người bạn thân thương ở miền Tây, nhất là ở tỉnh Cà Mau, mình sẽ tham khảo qua cái DT này. Nhưng đặc biệt là DT này nó có những cái độc lạ. Như hồi nãy tôi có nói với tất cả các cô bác, anh chị, bà con mình, cũng như các bạn mình đó, là về cái vấn đề mình đờn làm sao để mình có chữ đờn và mình sẽ cấu tạo thế nào để cho nó ăn khớp với cái chữ những cái cài trong đây. Bây giờ xin mời quý vị của bác theo dõi một khúc nha. Thank you.
À, vừa rồi là tôi đờn thử qua hai băng, đó là băng 1 và băng 2. Thì trong cái băng số 2 thì hồi nãy đây là đang hồi nãy mình đang xài băng số 2. Thì tất cả các quý vị mình cũng nghe qua, nào là tiếng giận, là tiếng ọt man, nó có tiếng này nè. À, rồi đây là tiếng 6. Trở về số 1. Đây là tiếng ống tao đôi. À, đó là tiếng ống tao đôi. Và bây giờ tôi xin chuyển đến băng 3. Vừa rồi đàn bài Trung Thu thì tôi có chuyển qua băng số 3. À, hồi nãy giờ là 3 băng rồi, bây giờ xin tiếp với quý vị một băng nữa là băng số 4. Thank you.
Và tiếp theo chương trình tôi sẽ đàn bài đoạn khúc Nam Giang. Bài này sẽ tôi sẽ đàn và sẽ lấy những dài chữ cơ bản trong cái DT Thanh Hồng Cài để cho cô bác anh chị cũng như bà con mình và tất cả các bạn nghe qua và chúng ta cùng tham khảo các bạn nhé. Thank you.